Cháu có đi làm thuê không? Có, nhưng làm việc gì hả cô? Nếu mà cháu làm được cháu hộ cô chân cháu cô ngã đau quá, đau tay đau chân quá không đi được, không đi chân được. Vâng. Thế cháu đang không biết làm việc gì. Có nhiều con không cô? Cô có mỗi một con thôi. Vâng, có một con thôi. Thế thì cháu đi chăn. Cô đau quá không đi chăn được. Châu ở chỗ nào nhỉ cô nhỉ? Châu cô ở nhà. Thế cô đợi cháu một tí, cháu đi con vào xong cháu đi chăn cho cô. Cháu cô vừa về trường ấy, cháu đi hộ cô chăn nhé. Vâng. Thank you.
vừa nào rồi. Ây ô, đây rồi. Thank you.
bao tiền là một cân đấy? 50.000 Để chú ăn một cân nhá. Mày không thấy nó khổ à? Con nó như thế rồi mà còn đi cướp măng. Nó chị ơi, đi tép lá đi, cái họ bảo có nhiều lá rồi. À thế à, ờ thế đợi chị tí, chị đi thay quần áo này nhá. Nhanh lên nhá. Vâng. Dạ em đây. Bố tự cho em ăn nhá. Mình bón nhá, mình bón em bé nhá, cho mẹ đi tép lá nhá. Mẹ đi xếp lá kiếm tiền như sửa cho em nhé. Cho em ăn nhá, tranh thủ đi làm đi. Mày đi làm về sớm nhá.
Em ơi, em với mẹ đi trồng rau à? Em bé với mẹ đi trồng rau à? Chiều nắng nắng ra nhặt hết số cỏ này đi, mẹ bảo. Đây là số mấy? Đây là số 1. Con biết không? Đây là số 1. Số 2. Số 3. Em biết không? Số 1. Số 2. Đây này, bố bảo đây, đây là số 1 đấy. Số 1 đấy. Số 2 đấy. Số 3 đấy. Con biết không? Số 4 đây này. Số 5 đây này. 5 ngón. Cười á, bố nói em sẽ buồn cười à? Bố bảo này, bảo ơi, bảo, đâu tay con đâu, tay con đâu đây mà, con lấy tay của con về, bắt tay bố thế nào, bắt tay bố nào, tay con đâu? Em ơi, đấy, bố bắt tay với em đây nè, bắt tay với em nè, bắt tay tốt, 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 tốt nè, đâu, tay con đâu đây mà, tay bố đây này, tay bố đây này. Nhà không ai chị ơi. Đó. Mẹ ra bảo họ là bị đòi nợ hay sao? Vào nhà uống nước chú.
đây cả hai vợ chồng nhà hết à? Vâng. Ôi chị ơi, chị đây bảo chị không phải sợ đâu, em hôm nay chủ yếu về thăm anh chị thôi. Đấy, em có tí sứa với cái quả gì cho cháu. Chị xin. Ôi chị không phải lo đâu, em hôm nay về chủ yếu. Chú ngồi uống nước đấy. Mẹ bảo đi lấy nước cho chú uống đấy. Lâu lắm không thấy chú rồi. Thời gian này em cũng hơi bận tí. Đấy, mấy lần rồi em qua đây thấy anh chị ở nhà nên em định vào mấy lần rồi nhưng mà em bận quá. Hôm nay em mục đích về đây chủ yếu là thăm anh chị thôi. Anh chị cũng không phải lo nghĩ gì đâu, chủ yếu em về thăm anh chị thôi. Anh cũng ngại chú quá. Nợ chú lâu như thế rồi mãi cũng chả làm được cái gì. Xong là có tiền trả cho chú. Họ đi làm thì phải làm bữa kính của họ, xong giờ họ còn đuổi việc nữa, đáng không có việc làm. Chị vào đây ngồi, em này nói chuyện với anh chị một tí. Đấy, em hôm nay là em muốn về đây và nói với anh chị thế này. Em nhìn cái gia cảnh nhà anh chị ấy cũng thấy khó khăn đấy. Đợt trước thì em hơi quá đáng một tí. Mục đích em hôm nay đến là để thăm cháu và anh chị. Hai là em muốn em chủ yếu là về nói với anh chị thế này. Cái khoản trước mà anh có nợ em một tí ấy, thì thôi em nhìn thấy hoàn cảnh nhà thế này thì em không lấy nữa. Em tạo điều kiện để cho anh chị cái số tiền kia là để cho chăm cháu. Ôi, chú làm thế thì vợ chồng anh ngại quá. Không sao mà chồng anh thì mãi không gả được chú, hôm nay lâu không gặp chú rồi chú hôm nay là đến lại còn bảo là không lấy số tiền nợ thì vợ chồng anh chị không biết lấy cái gì để báo đáp chú. Nhà chị cũng vất vả quá, cũng vất vả chú lắm rồi nhưng mà không biết lấy ở đâu giả. Thôi không sao đâu chị ạ. Anh chị. Em hiểu ý chị rồi, không sao đâu chị ạ. Em thì ngày trước khó khăn đâu, bây giờ em làm ăn cũng được rồi. Chị không phải ngại thì cái đấy đâu. Anh thì cố gắng mấy lần rồi, nhưng mà cứ tự làm mãi cả. Có khoản nào để giải với chú. Không sao đâu anh ạ, em cũng biết hoàn cảnh anh chị rồi. Thôi cố gắng thôi anh ạ. Mấy lần thì bảo là vợ cũng bảo anh mấy lần là tiền để giải chú nhưng mà không biết lấy đâu về giải với chú. Cháu nhìn gầy gò, cháu nó được 5-6 tuổi đấy chú bạn, nhưng mà bị bại não xong là anh chị cũng không biết làm thế nào nữa. Thôi anh chị cố gắng nhé, cố chăm cháu nhé. Vâng, tôi chắc là đi xin phép này. À anh ơi, còn cái xe của anh ấy thì nó cũ quá, về em chả đi được đâu, em vứt ở nhà đấy. Nếu mà anh muốn lấy thì hôm nào anh xin em lấy nhé. Cô không cảm cho vợ chồng anh chị nhé. Vâng, không có gì đâu. Không có gì. Cũng gặp được người tốt như chú. Thôi, hai vợ chồng cố gắng nhé. Vâng, không cảm cho vợ chồng anh chị nhé. Vâng, không sao đâu. Chú ơi, hôm nào có thời gian thì vào nhà anh chị chơi nhé. Vâng. Thôi, anh chị cố gắng nhé. Vâng, cảm ơn chú nhiều lắm ấy. Thôi, không gì đâu. Không ngại đâu nhé. Vâng, chú về nhé. Ôi dồi ôi, mẹ bảo ơi, sao chú ấy cho cả phong bì thế này? Sao chú lại cho cả phong bì này? Không biết là cái gì trong này. Ôi dồi ôi, mẹ bảo ơi, sao chú cho nhiều tiền thế này?
Sao lại chú lại cho nhiều tiền thế này nhỉ? Ôi, còn có cả cái gì này? Chú viết cái gì? Ôi, chú viết cái gì đây này? Bố bảo đọc xem chú viết cái gì này. Này, chú viết cái gì? Anh chị và cháu thương mình. Từ khi làm ăn thua lỗ đến giờ em đã vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Nay mới có thời gian đến thăm anh chị và cháu. Anh chị ạ, từ khi bảo anh chị chuyển nhà, đừng thăm em lúc nào. Cắn dứt mà lăn tăn, nhưng xin anh chị hãy hiểu cho em trong thời điểm khó khăn đó. Nay em đến thăm có chút tiền và sứa định đưa trực tiếp cho anh chị, nhưng sợ anh chị không nhận, em viết vài chữ này gửi anh chị và mong anh chị vui lòng nhận hộ em. Thân ái chào anh chị, mong anh chị và cháu vượt qua khó khăn này. Sao chú ấy tốt đấy, vợ chồng mình thế nhỉ? Thôi mẹ bảo, cứ cất cái tiền này đi. Bao giờ có việc gì cần thiết thì mang lên. Sau này mình có cơ hội, mình có cơ hội mình sẽ trả cho cô sau. Cất cái thư này. Đi ba em như cửa khốt, ping ping. Bố bóp bóp tay bên kia bóp. Đi. Bây giờ không phải suy nghĩ gì nhiều nữa nhỉ. Đây là không phải nghĩ nhiều nữa nhá. Giờ không phải nghĩ về cái nợ nữa. Chú ấy may quá, chú ấy em cười gì đấy? Đây nhá. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên nhá, phải thật sự cố lên để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này nhá. Đồ tay ai đấy, tay ai mềm mềm đấy, tay ai mềm thế này. Ta ích ta ích cha, em vào tay với bố á, em vào tay với bố á, ích cha, ôi bố thua em rồi, bố thua em rồi á. Em bảo á, chạy ôi thu em á, mẹ con ở nhà nhé, đi hái một tí rau rừng bảo với mẹ ở nhà nhá, bố đi hái một tí rau tới ăn nhá. Ba ba em, bố đi hái rau đây.
Em ơi, cái nhà này em có biết là nhà của ai không? À, của một bà cứ có tuổi rồi, bà bây giờ bà chuyển sang bên kia nhà xây ở rồi bà bỏ đây. À thế à, không biết bà có bán không em nhỉ? Có, bà trước bà tìm người mua rồi. À thế à. Em có biết nhà bà ấy ở đâu không? À, nhà bà ở ngay kia kìa, ngồi tôn xe xanh đi kìa. À, ở nhà bà đấy à? Vâng. Thế anh cảm ơn nhé. Vâng. Thế em cứ làm việc nhé. Anh xem nhà này một tí. Anh cứ xem nhé. Vâng. À em ơi, có cái nhà mái tôn xanh xanh ở cái chỗ bụi chuối to to kìa. Vâng, đúng rồi anh. À thế à, anh cảm ơn nhé. Vâng. Bà ơi, bà nhà không? Ừ, có việc gì em cháu? Vâng, cháu có tí việc, cháu muốn hỏi bà tí. Ờ, thế đi vào trong nhà ấy, bà cháu nói chuyện. Vâng. Bà ơi, cháu hỏi bà như thế này. Lúc nay cháu đi thái rau về thì qua ở hướng bên kia. Cháu thấy có một cái nhà để hoang ở đấy. Cháu mới hỏi người làm việc ở đấy thì thấy họ là nhà của bà. Cháu là muốn hỏi bà xem là bà không bán không. Bà cũng đương định bán nên nhưng mà chưa tìm thấy khách bán. À. Nếu vợ chồng cháu thích thì bà cũng nhường lại cho. Vâng, thế bà thấy nhà đấy bà định bán bao nhiêu bà? Thì lúc đầu đấy bà định bảo bán 5 triệu. Thế nhưng nếu vợ chồng cháu vừa thì bà bán cái giá 5 triệu đấy. Em vợ chồng bàn nhau lấy được thì lấy. Vâng, thế bà để cháu về cháu hỏi vợ chồng cháu bà xem có như nào thì nếu mà được thì bà để cho vợ chồng cháu. Không, cháu ở dưới kia nó chật hẹp quá, nóng quá, không chịu được. Vâng, thế bà có đi về nhé. Nhắc vào nhau. Chào cháu. Bà ơi, cháu chào bà nhé, cháu đi về đây. Cháu về nhé, thì đấy về vợ chồng thảo luận nhau thế nào thì lên thì bà cũng để cho. Vâng ạ, vâng, thì cháu về với vợ cháu bàn xem có gì mai cháu lên ạ. Ừ, có gì thì mai đi. Cháu về ạ. Cái nhà kia xong anh hỏi nãy anh về thì anh hỏi cái qua cái bà chủ nhà đấy, bà ấy bảo bán 5 triệu nhưng mà chắc là bán tầm 3 triệu thì mình chỉ hỏi bà xem bà có bớt không. 5 triệu à? Anh xem nhà đấy có ở lắm, có đi làm vẫn còn tốt thôi. Nói chung tốt thì cũng không tốt lắm, nói chung là tốt thì không có cái giá gì đâu, nhưng mà anh thật là để anh thấy chật hẹp khó chịu quá, con nó thì mỗi một lần ô tô đi qua giật mình con khóc nữa. Rồi hết.
đi, cả nhà mình đi xem, đi mua nhà đi em ơi. Đi xem hỏi xem bà có bán không. Đi. Nhà mình đi nhá. Đấy, hôm qua anh xem hết rồi, anh thấy là được đấy. Chỗ này rộng hơn chỗ dưới kia mình ở. Thế thì bây giờ mình đi nói chuyện với bà xem như nào. Đi về nói chuyện. Ôi bà cho tiền con á. Ôi sướng thế. À, tiền con đi mua sứa nhá. Con không biết cảm ơn bà. Cháu cảm ơn bà nha. Cháu xin bà nha. Cháu nhờ bà đi chỉ rõ chỗ đất của bà kia xong rồi chúng cháu chuẩn bị làm. Cháu nhờ bà chú đã. Đây từ chỗ này này, đấy, xuống cái ruộng này đấy, đấy giao hết cho vợ chồng nhà cháu luôn. Đây ạ, à, cả cái ruộng này ạ. Cái này đến đầu à, kia. Đây. Có bờ đấy. Đây. Đây. Vâng. Đấy, giao hết ôi, cho hai vợ chồng. Rộng thế này thì phấn khởi quá bà. Cái nhà này trước kia nó bà dựng lên bà định mở cái doanh trại ở đây. Vâng. Thế nhưng mà thấy già rồi yếu rồi các con nó lại đi xa hết rồi, thế cho nên bây giờ tiện vợ chồng cháu lấy thì thôi bà để cho vợ chồng cháu để làm ăn. Nhưng bây giờ bà cũng không làm được. Vâng, thế vợ chồng cháu cảm ơn bà quá. Ở dưới chỗ nhà cháu kia nó chật hẹp quá bà, khó chịu. Cháu bà về. Vâng. Chắc là ngày mai cháu chuyển nhà về đây rồi đấy bà.
cháu cũng vua cả bếp cả phòng tắm, cháu đỏ đạn đây chứ, chị bác có mình với mình á, chị chúng bố dạy cháu. Alo, tàu bò. Đi không? Gì ngắm tàu nhiều nè. Gì ngắm tàu, à tin đáp cho hên công hả mà. Như con của gì hả nó? Như bác, bác nó hẳn như tuần thầm béo ấy. Như con của gì nó cứ
đó cũng quạt phun gì đã mà cá hai đang tính hại hết cá. Nó cứ kệ đó mưa cứ xe kéo sắp xếp tới độ gọn tới tới tổ ruộng cá hại nó đã cái thừa ruộng nhầm lão lão. Ruộng ăn đào nó khổ nha, nó toàn thấy mình rối rỉ á, tay người sẽ phủ cuối. Thank you.
ta bảo ơi kìa. Ôi, gì kìa? Gì kìa? Gì kìa? Gì à? Vâng, anh chị về đến lâu chưa ạ? Vừa mới về đến một lúc thôi mà. Ra bảo chờ gì đây để lấy đồ, không biết lấy đồ về được. Gì này con này, lâu lắm không nhìn thấy gì rồi này. Ra bảo chờ gì nhá. Trời ơi, ra bảo chờ gì, chờ cho bảo nhá. Gì đấy? Nào, để gì xem em bé đã nhá. Ờ đấy. Em bé đang ngủ gì ạ? Đấy, mình đi lâu lắm rồi, hôm nay mình mới về. cười nhìn thấy gì cười. Ở đấy về lấy đồ thôi nhỉ. Em về kiếm. Thôi cùng nhau ấy, đi được mà, lấy về cùng nhau. Đi về đi. Con đi lâu lắm rồi, hôm nay mới được về đúng không? Thôi mình nhanh đi. Kia. Đi lâu lắm rồi. Sướng, cười sướng. Ôi, mưa đường bẩn quá. Mưa rồi, chạy đi thôi. Còn quá. Ôi, em bé đến nhà mình rồi. Ôi giời. Lâu không về nhà mình khang trang thế. To quá. Bà có bị lết đầu không? Không, không lết đầu nhỉ, cô chạy nhanh. Ôi, em xem này, nhà mình đây này. Ôi gì ở nhà gì làm nhà mình à, đẹp lên hết rồi này. Sướng không? Đi sướng không? Em Pepsi ơi, lúc con đi con còn chưa chào đời đấy. Pepsi đang ngủ ngon. Ngủ ngon thế. Chí mình đi xem. Dì ơi, dì còn nuôi cả vịt à? Vâng. Thì bố cho con đi xem con vịt bọc bọc nhé. Đâu, ra bảo đâu? Đây, cho mình. Đi ra bảo đi lâu quá. Yo, gì ở nhà? Gì nhà có cả ao cá là? Đi xem ao một tí nào. Bảo trước là nó cũng mập lên đấy, nó cũng lớn đấy, nhưng mà
đợt nọ nó vừa ốm cách đây một tháng, nó vừa ốm một phát, nó bị ốm lâu quá là nó lại khó thuốc rồi, cực bé rồi, bây giờ khó hồi lại á. Chúng ta bảo rất mồm nó bị ốm tiếp rồi. Ôi về nhà tiêu thế, chắc tự ấy buôn bán hết nhà xung quanh hết nhà này, nhà nó khang trang lên hẳn nha. Đấy chị, con cho em ở đấy chị ơi, có anh họ về hộ em làm hết mà, thì cái này anh hộ em đem hết mà. À thế à? Chị ơi, thế bảo bây giờ được bao nhiêu cân chị? 6, được 9 cân mà. Nó gầy bé nhưng mà kiểu nó vẫn phát triển chiều dài ấy. Nó mới được 9 cân. À chị ơi, hôm trước chị bảo là em bé tên ở nhà tên Pepsi, còn tên đi học tên gì chị? Mấy à, tên đi học thì khai là Hải Nam. Hải Nam á? Đặt tên là Hải Nam. Ơi. Tên đi học của cháu là Hải Nam ấy nhỉ. Chị ơi, em bé này giống Gia Bảo lúc còn bé nhỉ. Giống mà, giống anh. Anh Gia Bảo. Hai anh em mà giống nhau chứ nè. Ôi trời ơi, con đây. Các chị ơi, lúc bố mẹ đưa anh Bảo đi tập ấy, con còn ở trong bụng mẹ ấy. Bây giờ nhà mình về rồi, về bây giờ con về quê hương của mình rồi. Dậy thôi. Bé ơi, đang ngủ ngon nhỉ. Gia Bảo ơi, à bố mẹ con à, bố mẹ con đi xem con vịt à. Bố bé con đi xem con vịt đi xem xung quanh nhà xem gì ở nhà. Đi xem con vịt bạc bạc một tí nhé. Trồng rau quả đi. Chà, đi xem con vịt đi. Đi trồng được nhiều hoa đấy. Hoa đẹp nhỉ. Thằng một dàn hoa kia. Đẹp. Ôi đi lâu quá hôm nay mới được về. Đi xem con vịt cái gì, nhà trồng hoa đẹp thế. Chị ơi, ôi đây nhiều hoa đẹp hết đây này, này con, hoa đẹp chưa này, này con nhìn thấy hoa đẹp chưa? Vì nhà trồng nhiều hoa đẹp thế, ôi toàn hoa đẹp thôi. Ôi tỉnh nhở? Em lại tỉnh nhở? Đi sang dì bế một tí nhé. Đây cho em bế một tí. Ôi ôi, lúc con đi gì? Hãy con đi, con còn ở trong bụng mẹ nhè. Bây giờ về dì được bế rồi. Anh nào đây? Nhè. Anh nào mà lại là nhéo nhỉ? Con đang buồn ngủ lắm. Ôi ơi. Đấy, chị ơi, hôm trước chị đẹp mổ hay đẹp thương? Chị đẹp thương không ạ? Để Pepsi để mấy cân chị? Pepsi để ra được 3 cân 1. Anh cha. Đợi rồi đấy. Dậy thôi, Pepsi ơi. Dậy đi chơi đi. Dậy xem ở đâu? Xem con ở đâu? Dậy xem con ở chỗ nào? Tối nay mình ngủ nhà mình nha. Lại ngủ tiếp lại ngủ tiếp. Bắt tao ngồi à. Ngủ gà ngủ vịt đây này. Ngủ nhiều mà lớn nhanh nhỉ. Ngủ gà ngủ gật nhé. Ngủ cho lớn nhanh nhé. Đấy. Lại ngủ tiếp đấy. Mồm ngủ cứ hám mồm vào. Hám mồm vào đấy. Bảo với bố đi xem cái gì đây, xem con vịt đây. Bảo thì con vịt đó. Ôi trời ơi, em... Ôi, nhà chị đi được bao lâu rồi nhỉ? Ở dưới kia cứ ấy, lúc nào cũng nghĩ hôm nọ bảo là chuẩn bị về ấy, là chỉ có muốn là về nhanh nhanh để về gặp gì thôi, nhớ gì lắm ấy. Gia Bảo hỏi Gia Bảo, Gia Bảo cũng bảo, Gia Bảo cũng nhớ gì mà. Em ở nhà em cứ nhớ anh chị nó quá. Ôi trời là tạnh rồi đây này. Ôi ôi gì, ở nhà trồng được nhiều thứ đấy. Chuối tốt lắm rồi anh nhỉ. Cái chuối tốt này, hoa các thứ, trồng được nhiều hoa thế.
hai bố con đang xem gì đây? Đi xem quanh quanh tí. Ôi, gì cả. Gì con đào được ao cơ, gì nhà kiều thế. Bảo ơi, con thấy vui không? Mình được về nhà rồi, nằm lại đứng ạ. Ôi, xem này gì rồi, vịt này. Ôi, chỗ này chắc gì cần mổ vịt cho mình ăn vịt mà. Cho bảo ăn mà nhỉ. Vì ở nhà làm thiêu thật đấy. Đào ao các thứ, chuồng gà, chuồng vịt. Trồng hoa nữa, hoa đẹp thế. Hoa nhà gì trồng đẹp thế. Thôi đi vào nhà đi. Chào cho bảo anh bế đi thăm hoa thăm vườn một tí bên đằng sau nè. Bố con mình ra đằng sau để xem vườn xem hoa một tí này, em trồng cái gì đó. Em trước khi nhà mình đói rồi là mình bế nè. Ôi nóng quá, gì mở cái túi lấy cái quạt ra quạt đi. Đây gì? Xong rồi. Nóng quá nhỉ, chắc chi nhỉ. Trời thì không thấy dây đâu chị ơi. À cái này không có dây đâu, cái này chạy bằng pin. Em có chưa thấy đâu. Đấy gì bật đây. Cái này mạnh lắm. Mình sạc mỗi một lần sạc pin quạt được 7-8 tiếng ấy. Mát mà. Chị ở dưới về toàn mang được mấy đồ đồng lạ về, em còn chưa biết. Cái này họ cho mà. Mát quá chị ạ. Mát ngon lắm nè. Bác chi nè, quạt cho bác chi nè, ngon nhé. Bác chi nè, không ăn mát nhé. Không làm cho ông là phải tìm mua cái quạt to ấy. Không, quạt này không đủ cả nhà dùng đâu. Dì ấy, dì lấy cái điện thoại chị cho dì xem. Ở đây vậy? Ờ, xong rồi. Nọ ra bảo với bố nó đi chơi. Hai đứa con đi. Chị cho dì xem, không nọ chuẩn bị về xong bố ra bảo cho ra bảo đi chơi. Là gì? Thank you.
Thank you.
Thank you.
tiêu gì tảo hoa hoa mình hoa cô tế ai dễ làm sao mà ừ, đi đã thì có đi tìm thì chú đấy không? Mà bố bảo như đi chơi lâu lắm mà chưa có về, có rất là ruột. Ô, cột thỏ bé, hóa ra mẹ tia thì nay rồi, thỏ như khi mẹ tia nhá. Chị ơi, nay này. Lại đi có bố mày. Thế có thọ là gì à? Ừ, nhìn cái thọ như kia nè. Ờ, nè kia nè hả chị. Nè hắn như kia lẻ, nè để hả chị. Nên chị đệ đây nị hẳn như pia nị khỏa chị kèng nà tư nị mì hà nhà bây mù tổ cung như pha pia tấm quẩn cho là bây mù tổ cung tấm quẩn quất tàu ก็หินเหมือนอยู่ว่านี่ก็งึ้งแก่งเดินตู้คือตู้นี้นี่มีเราทุกคนล่ะซึ่งนิ้นที่เจ้าบุตรเราออกเพื่อหาหินหาหินเนี่ยโอดีแต่บัวได้ตายแล้วจะนึก
tè tè nướng ỏi dê này lâu vô cậu. Ta cứ yên tâm, cái mắt chị kia cuốn cùng cái lỗ này nè. Chứ là cảm nhìn từ trên cùng ở chân với chúng ta. Tương lai còn dài, anh chị với các cháu cũng không dư dả, nên là mình quyết định đi làm một thời gian, và đi làm trước mình cứ đi làm rồi còn bị họ lừa nữa, rồi nói đến đi làm rồi sau mình cũng sợ, không biết anh về chỗ anh về làm kia anh về có tên ai, họ có công việc gì phù hợp cho mình làm không. Mình phải quyết định để tìm một việc làm để nuôi nhớ anh thọ vô đi một phần nào đó. Mình phải về hỏi anh về xem có công việc nào mình có thể làm không. Chắc mình phải hoán làm nhà không, anh chị cũng không dư dả gì, còn hai cháu nữa. Sao mình nhớ gì tiền của anh chị khi chỉ những hai đứa cháu mình đáng thương như thế. Thôi mình về thôi, mình về là anh chị hóa làm nhà lại cho mình cùng nhau hội họp lại như xe nữa mà. Thường thì thế, anh chị không ở nhà từ nhà gặp được bạn trai tốt, nhưng mà bạn trai lại bỏ đi. Ủa, vẫn còn đào móng cơ, mình phải bảo chị xin mình đào móng nhá. Thank you.
đã làm nhà cho em rồi mà. Sao lại thế? Sao lại bảo dừng? Mình đã thống nhất bảo là làm nhà riêng cho gì rồi mà. Chưa, hôm nay em đến nhà mẹ kế anh Thọ. Cùng mẹ kế anh Thọ đi tìm anh Thọ. Rồi em biết thấy mẹ kế anh Thọ bảo rằng là anh Thọ chưa muốn gặp em. Mẹ kế anh Thọ bảo là chưa, anh Thọ chưa chuẩn bị tinh thần gặp em ấy. Nên hôm nay em quyết định như thế này. Thế việc của chú Thọ với lại việc làm nhà cho em thì có liên quan gì đến nhau không? Không liên quan đâu chị ạ, nhưng mà chắc chị phải như em chị ạ. Chị ơi, em rất là cảm ơn lòng tốt của anh chị. Nhưng mà em nghĩ làm nhà vào thời điểm này là chưa hợp lý chị ạ. Sao lại không hợp lý? Thì có nhà ở đâu. Bây giờ anh chị mà không làm nhà cho gì thì anh chị chả có lỗi với gì quá à. Đây có cái máy cày này. Có cái máy cày ở đây này. Em ơi này. Sướng. Máy cày này đi nhé. Một con mình đi nhé. Tiêu. Tiêu cùng nhau đi không? Bác Tiêu ơi, cho cháu xem nhờ máy cày một tí nhé. Nó sẽ mấy cây. Mấy cây đang xem bên này. Ôi, thì đây lái đi à. Đấy. Đây có phải cái còi không? Bấm thôi. Tít tít, tít tít. Bóp phanh này. Bảo bóp nào, bảo con nắm tay lái này. Tít tít, tít tít. Cho tôi cày ruộng hộ nhá. Xong là giá tiền tôi mua sứa nhá. Cho tôi cày hộ nhá. Giá tiền cho tôi mua sứa nhá. Yeah. Đây cái bánh luôn này. Lớn lên bảo cũng lái mấy cày nhá. Có lái mấy cày không? Đây. Tóc tóc tóc. Đó là con lái mấy cày không? Thấy không? Chị ơi, bảo với anh Thủy đi đâu rồi? Mấy hai bố con nó ở đi xuống dưới kia chơi một tí, đến giờ chưa thấy về, còn đang sốt ruột lắm. Mà thôi, thế thì nói lý do chị nghe xem nào, sao lại không làm nhà? Mà chị ơi, bây giờ anh Thọ thì cũng chưa muốn gặp em ấy. Và lại anh chị bảo định làm nhà cho em đó. Em thấy anh chị chắc cũng không dễ dãi, nên anh chị cứ dành số tiền làm nhà cho em kia, làm sao chị thay cháu cho tốt. Mỗi lần em bế ra bảo ấy, em suy nghĩ nhiều lắm chị ạ. Nên bây giờ em muốn anh chị như em một lần. Dạ. Chị rất là cảm ơn tấm lòng của em. Nhưng mà việc không làm nhà này một mình chị không quyết được đâu. Bây giờ phải đợi anh Dễ về để hỏi ý kiến của anh Dễ đã. Chị ơi, em quyết định rồi. Em không biết là ý kiến của anh chị như thế nào, nhưng mà em quyết định đi tìm một công việc để làm để quên đi những nhớ anh Thọ. Em quyết định vậy chị ạ. Em không cho anh chị làm nhà cho em đâu. Nếu mà khi nào em đi lấy chồng thì nhà chả bỏ không này chứ. Dì ạ, anh chị nợ ân tình gì nhiều lắm. Anh chị chỉ biết cảm ơn gì đâu. Mong mọi chuyện từ bây giờ trở đi sẽ tốt đẹp với gì. Chị ạ, chị đừng nói thế. Anh chị là người đã giúp em trong lúc em khó khăn nhất.
em cảm ơn anh chị còn chưa hết đấy. Mình cho gì mình có thể cầm đi hay như thế nào thì kệ gì, hãy sau này gì về thì cái chỗ đất cát đấy là của gì nhé, không phải lo ai tranh chấp được cái gì nhé. Thì bóp cho bạn nhé, bóp chân bóp tay nhé. Chị nhớ đợi anh rể của dì về xong là mình bàn bạc lại cái chuyện hôm qua dì nói nhé.
con ngủ ra ngoài này ăn đậu. Xin bảo nhé, cái việc mà hôm qua hai chị em bàn với nhau ấy, thì hôm mà sáng nay thì anh nghe chị nói chuyện, thì bây giờ cả nhà mình bàn lại thống nhất lại nhé, với nhau nhé. Bây giờ anh nói với dì như thế này nhé, việc mà hôm qua dì đã với chị là hoán làm nhà ấy, thì anh chị là anh chị đi không hợp lý đấy. Đấy, cho nên là bây giờ cả nhà mình bàn bạc thống nhất là một lần xem như thế nào nhé. Anh ạ, em cũng suy nghĩ kỹ lắm rồi. Tối hôm qua em suy nghĩ cả đêm, em quyết định là em không cho anh chị làm nhà nữa. Thì ạ, chị muốn em phải suy nghĩ thật thấu đáo vào nhé. Thế này, cái việc này rất là quan trọng. Bây giờ anh nói với dì thế này nhé, thế bây giờ không làm nhà cho dì, nhà mình thì ở chật như thế này, thế dì tính như thế nào? Đấy anh ạ, như hôm qua em nói với chị ấy, em định là đi làm một thời gian, mà em cũng còn nhờ anh xem em tìm việc cho em xem có việc nào phù hợp cho em không. Em quyết định rồi, là em quyết định đi làm rồi, anh chị đừng có khuyên em nữa, khuyên em cũng không nghe đâu. Thôi rồi, nếu mà bây giờ anh bảo thế này nhá, nhà anh chị thì nhờ có gì thì bây giờ nhà cửa mới gọi là khang trang hơn một tí, thì anh cũng không biết nói như thế nào, nhưng mà gì cương quyết ấy thì anh chị cũng không biết làm như thế nào, thì anh chị cũng nghe theo ý kiến của gì, mà ý kiến của gì thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ anh chị nói thế này, nếu như mà gì mà cương quyết không làm nhà ở đây, thì trước khi gì đi làm thuê thì cũng không biết là gì đi lâu hay đi không lâu, nhưng mà anh muốn là nếu không làm nhà ở đây thì ngày mai chắc là anh tính là anh sẽ đi tìm hỏi quanh quanh ở đây xem có ai bán đất không, nếu bán đất nào chỗ nào gần gần quanh đấy thì anh muốn mua một khu đất, xong là làm giấy tờ tên của gì ấy, sau này gì đi làm về nếu mà có tiền hoặc là anh chị cũng có tiền thì có xây một cái nhà, nếu không ở khu vực một này nếu mà gần quá chật hẹp quá thì sẽ làm nhà riêng cho gì. Vâng, nhưng mà anh xem nếu mà mua đất thì vào tên anh cũng được mà, khi nào mà em khi mà em đi làm về mà nếu nào em ở đây nữa thì anh hắn để sang tên cho em cũng được. Thôi được rồi, cái đấy thì cứ tính xong, bây giờ cứ thống nhất những cái việc như thế này đã. Còn anh chị thì nói thật sự là muốn gì là ở nhà để cùng anh chị làm việc ở đây, thì có anh có chị có em, nhưng mà nếu mà gì mà cương quyết thì thôi, anh chị cũng không cản nữa. Thôi được rồi, nắng quá hai chị em chắc là vào trong nhà đi nhé. Chị ơi, chị đừng có suy nghĩ nhiều, em muốn đi làm xong để xem có thay đổi được cuộc sống của em thế nào không. Chị thấy thương em lắm chị ạ, thường em ở nhà thì gặp được bạn trai tốt cùng em xây dựng cuộc sống, nhưng mà bây giờ bạn trai em lại bỏ đi thì dạ. Bây giờ anh bảo gì thế này nhé, nếu mà dì thật sự muốn đi làm ấy thì anh chị cũng không biết nói thế nào, thì nếu mà dì quyết định đi làm thì anh sẽ điện hỏi ông giám đốc mà hôm nọ chú anh làm xem, vì cái chú anh làm khi hôm nọ anh về thì anh hôm nọ thì chưa biết thằng Bảo nó như nào ấy, thì anh lại bảo là về một thời gian xem như nào, chứ nhưng bây giờ thằng Bảo nó như này thì trước mắt là cho anh chị là không tính là đi làm tiếp được. Bây giờ nếu mà đi làm thì anh đi làm thì để cho mẹ Bảo với ông nghề trông hai đứa chắc là cũng khó. Thế thì gì cứ để anh hỏi xem nhá, hỏi xem có như nào, xong là nếu mà chỗ đấy mà nhận được việc có nhận người thì anh sẽ
càng thu xếp là gì đi nhé. Vâng, anh cứ hỏi cho em sớm sớm một chút nha. Thế dì bảo đi thì dì định lúc nào đi? Dạ, nếu mà anh dì hỏi được việc sớm thì em lúc nào hỏi được thì em đi luôn chị. Em muốn đi sớm sớm một chút để xem thay đổi xem cuộc sống của em nó như thế nào chị. Thật ra cái chỗ đấy hôm nọ anh làm ấy thì chỗ đấy việc là rất là tốt ấy. Thì anh làm ở đây chế độ là cũng được ấy. Nhưng mà bảo nó như thế này thì anh khó. Nếu mà chỗ đấy thì anh cũng quen thì cũng thể tin tưởng được. Thì nếu mà gì mà muốn đi làm thì anh hỏi xem chỗ đấy được thì anh sẽ xin cho gì vào chỗ đấy làm nhé. Cho anh cái điện thoại. Anh đi hỏi anh giám đốc đi xem người nào. Hai chị em nói chuyện đi nhé. Anh nhập lại điện thoại. Vâng, em chào giám đốc ạ. Anh ơi, em bảo hôm nọ em định là xin về tạm thời đấy. Nhưng mà em về nhà ấy, thằng Bảo nhà em ấy càng ngày nó lại càng gầy đi anh ạ. Em nghĩ là bây giờ mà em mà xuống làm thì vợ em trông bằng hai đứa nữa thì chắc là không trông nổi. Em đang bảo là muốn cho cháu ở nhà một thời gian xem như nào rồi em mới tính tiếp được anh ạ. Anh ơi em thế anh ơi, em hỏi một tí. Em có đứa em gì ấy bảo là muốn muốn đi làm anh ạ. Gì đấy cũng gì đấy cũng nhanh nhẹn mà anh à, chú mình vẫn tuyển nhân viên nữ chứ anh. À thế à, vâng thế thì nói chung là anh có gì thế thì anh hộ em với nhé. Em không xuống được thì cho em gì xuống làm thì có gì thì anh để ý hộ em một tí. Thế thì cứ cho nó xuống làm đi, anh đang cần người đấy. Thế anh cần gấp rồi à anh? Em định lâu lâu thì mới cho thu xếp rồi mới đi. Vâng, thế thì để em bảo gì xem như nào nhé. Nếu mà đi được càng sớm thì em sẽ bảo, sẽ thu xếp được. Có gì em cảm ơn anh nhé. Rồi, ok. Vâng. Thế anh bận thì anh cứ làm đi nhé. Em bảo anh thế thôi. Dì ơi. Dạ. Ra đây anh bảo. Chuyện gì anh? Anh bảo gì này nhé. Cái chỗ anh làm ấy, nãy anh điện này. Ông giám đốc ấy, nói chung ông ấy tốt lắm, thương nhà anh chị nữa, nhưng mà con cái anh như thế thì anh chắc là ông cũng hiểu. Ông bảo là cũng cần người đấy, nhưng mà nhà anh thì vừa mới về cho gì một lúc đi một phát đi luôn thì có nó như thế nào ấy. Sao em bảo này, nói chung là anh thì cũng rất là mong là mọi điều tốt đẹp sẽ đến với dì thôi, nhưng mà cứ thấy tiếc tiếc cái cuộc tình của dì với chú Thọ ấy thật. Anh ơi, hồi nãy chỗ anh gọi điện kia họ cần người làm gấp cho anh. Chỗ đấy họ thì cần người đấy, nhưng mà dì vội gì, cứ 2-3 hôm nữa đi làm cũng được mà. Vội gì? Em định bảo nếu mà họ cần gấp thì chiều mai em định đi luôn em. Ôi dồi, gì mày vội thế, đi nhanh thế vừa mới về. Mà chỗ đấy họ công ty đấy họ mình khác ăn ở hay là họ ba à, chỗ đấy thì họ ở đấy thì họ có phòng cho mình ở. Nói chung là chỗ đấy thì xuống đấy gì làm, nếu mà gì xuống đấy thì
cứ yên tâm vì ông giám đốc kia thương nhà anh lắm, nếu mà bảo là em gì nữa chắc là họ sẽ đối xử tốt với em. Quan trọng là anh vẫn thấy tiếc thế nào, không muốn cho gì đi ấy. Chị cứ thấy thế nào ấy, gì vừa mới về chứ gì lại muốn đi xa, lại đi làm thì sao được chị ạ? Chị cứ chăm sóc các cháu tốt, nhớ may mà em có công việc ổn định em lại đỡ lần được thế nào anh chị. Một gia đình bàn thế thôi anh chị ạ. Thì không bàn nữa, em quyết định là đi làm về thì gia đình mình cũng vui vẻ lên. Thì nhưng mà thế rồi, chị có thấy buồn lắm vì chị về chưa được mấy ngày mình lại phải xa nhau rồi. Em đi em sẽ lâu lâu em sẽ điện về, có thời gian em sẽ điện về cho anh chị. Thế thì thôi, bây giờ hết gì vào không bàn nữa thì thôi anh không bàn. Bây giờ hai chị em ở nhà nhé. Anh thấy cái chỗ đất ở dưới này, hôm trước kia anh nhớ có một lần là họ bảo nghe mà họ muốn bán, anh đi hỏi xem nếu mà được thì mua một mảnh ở đấy bé bé, xong sau này gì về xong gì làm nhà ở đấy thì, này, cho nhà mình gần nhau nhé. Thế thì anh đi hỏi đi xem đất của nhà. Bà chú có nhà không? Quyết tâm thay đổi một lần, nhớ đâu thành công lại đến với mình. Cho gì đi đâu. Chị này, em không bàn với chị nhé. Em vẫn quyết tâm đi ấy. Chưa đấy, bây giờ tí mình thống nhất không? Anh à? Anh ơi, anh đi xem đất đi nhỉ? Qua em bảo đi nhỉ? Rộng đấy, chỗ này
hai thửa này cái gì? Thửa này ngang nhau hết. Đất này có bìa đỏ không? Này này. Có. Thế tí mà bọn em mua thì anh cho bìa đỏ bọn em nhé. Vâng. Thế gì xem mua được không? Được thì anh mua chỗ này cho gì nhé. Ok. Vâng. Ok. Nhà em này anh em mình nói chuyện xong bàn vừa thì em trả tiền anh. Thế tí lên anh cầm cái gì đó lên cho bọn em xem rồi nhé. Thế mình gì như thế nhất trí gì. Vâng. Thế thì mình đi về thôi nhỉ. Thế thì anh cầm gì đó lên cho em nhé. Vâng. Chỗ này cũng gần nhà. Chỗ này thoáng đấy. Đấy, này hai nhà mình đi lại cho nó dễ. Hay là trời mưa đấy, mới đi về thôi gì nhỉ. Anh bảo cái chú đấy đấy đi trao đổi thì cũng nhất trí từ đây đúng không? Chú đấy anh cũng thấy đẹp mà, không phải lại nó gần nhà mình, thì chỉ có hai thửa đấy thôi, có bờ ruộng các kiểu mà. Thì anh ấy bảo 10 triệu một tí mình cái đấy thì đất anh ấy tự khai phá thôi, một tí mình tự xin xem anh có bớt thế nào không, không thì cứ mua chỗ đấy thôi gì nhé. Anh đang lên đấy, đang cầm gì đó lên đấy. Anh ấy, em bảo cái chỗ đất lúc nãy anh bảo ấy thì bọn em cũng thấy nhất trí ấy, nhưng mà 10 triệu thì anh bớt cho bọn em một tí được không? 9 triệu được không? Được năm cả đấy, bớt cho một tí. Vâng, thế anh bớt cho bọn em một tí nhé. Vâng, bớt cho 1 triệu. Vâng, đây bị đỏ đây, anh cho em xem ạ. Cái bìa đỏ của chú đấy này. Đây có hai thửa ruộng này. Thế anh bớt được 1 triệu thì chắc là được thôi gì nhỉ? Mẹ bảo nhỉ? Thế thì nhất trí nhé. Vâng. Thế thì bây giờ em làm một tí giấy nhé. Đấy, giấy bút xong viết giấy tờ xong là hôm nào ra ngoài xá tục đứng sau nhé. Vâng. Anh đọc xem nhé, được không? Nếu mà được thì anh ký vào cho em. Được. Thì anh nhất trí rồi, thế thì cho em gửi tiền anh nhé. Vâng. Đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Em đếm lại nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, anh đếm lại hộ em xem. Gì nhé, cái đất này anh làm tên gì luôn đấy. Để sau này đỡ phải khó khăn. Đấy. Tên gì luôn, xong là sau này đứng tên của gì luôn. Đủ rồi thì. Thôi, em... cảm ơn nhé, có gì thì lúc nào em làm giấy tờ thì anh hộ bọn em tí nhé. Đây chị ơi, thế là bây giờ em có đất riêng rồi đấy. Đấy, anh chị cũng mua được cho em cái miếng đất đấy thì anh chị cũng thấy nhẹ hết cả người á. Đấy, cũng cái chỗ đất đấy anh thấy cũng được nhỉ. Mà anh chị ơi, em bảo họ bây giờ anh chị cũng mua đất cho em xong hết rồi, thủ tục xong hết rồi, em chắc em cũng xin phép gấp quần áo xong đi làm á. Gì mới xưa đây đi luôn à? Thật ra là lúc nãy chỗ công ty kia cũng điện về bảo là muốn xuống vì đang thiếu con người, nhưng mà thấy gì hơi vội. Thế thì quyết định đi gì?
Ừ, thế dì quyết định nhà bây giờ anh bảo nhé. Dì ở nhà dì cứ gấp quần áo đi. Anh chắc là anh sang bên kia xong là anh đi tìm mượn một cái xe máy. Xong một tí anh sẽ đưa dì xuống dưới ngoài thị trấn chỗ xe kia để cho dì đi bắt ô tô nhé. Chúng đấy anh còn bắt ô tô cho dì lên cơ. Nhé. Ừ, thế hai chị em nhà nói chuyện xong là cứ thu xếp đi nhé. Ừ, anh đi mượn cái xe máy đi. Chị ơi, em lấy quần áo gấp nhé. Ừ, thì em cứ gấp quần áo đi. Cho chị cho hai đứa nhé. Chị ạ. Dì lại chuẩn bị xa ra bảo rồi. Xa nhà mình rồi, dì đi làm, dì xuống đợt kia, dì cố gắng nhé. Vâng ạ. Các chị ra bé con. Các chị ơi, thương dì con lắm ấy. Mình vừa về được mấy hôm, còn chưa được ở với dì lâu, dì lại phải đi rồi. Dì lại đi làm, lại xa dì nữa rồi. Chị với các cháu cứ yên tâm nhé, em sẽ đi, em sẽ cố gắng. Dì phải cố gắng nha. Dì ơi, nếu mà xuống dưới kia làm ấy, công việc nó mà vất vả quá hay thế nào gì không làm được thì gì cứ về nhá. Về nhà thì anh chị sẽ cố gắng làm cái nhà để cho gì ở cho thoải mái hơn nhé. Chị ạ, em đợt này em đi em quyết tâm lắm chị ạ. Đi đợt này em phải kiếm được tiền em mới về chị ạ. Nếu mà công việc mà làm được thì em cứ cố gắng thôi. Nếu mà còn nếu mà vất quá thì cứ về. Chị ơi, em bảo này, em đi làm không biết là khi nào mới về. Em đi xong anh bảo chị anh chị bảo anh dễ. Nhưng mà tên kênh của mình ấy, bây giờ là đang là tên em ấy. Khi nào em đi rồi xong chị bảo anh dễ là đổi tên ra bảo nhau trước kia nhé. Chị cảm ơn em nhé. Cái này thì chị hỏi anh dễ xem đã. Thì lúc nào anh dễ về chị hỏi anh dễ gì có gì xem như thế nào. À chắc cứ đổi đi chị ạ. Đợt trước là vốn là tên ra bảo mà. Xong anh chị đi xong đổi tên em rồi em lại đi rồi xong chị lại đổi lại tên ra bảo được mà. Như thế thì chị cảm ơn. Chị cảm ơn em nhé. Bố về rồi, cười gì đấy? Cười bố về á? Em ơi, bố về từ đây. Dì xong chưa? Vâng, sắp xong rồi anh ạ. Thế gì xong không? Anh nói chuyện với dì một tí nữa. Vâng. Dì ơi, dì xong chưa? Dì xong thì ngồi ra đây, anh nói chuyện một tí. Nhà mình đã phải sắp xa gì à, buồn thế. Thôi gì cố gắng nhà. Dì ơi, anh bảo cái mẹ cũng lấy cho cái bia đỏ.
cái bia đỏ này nhé. À, bây giờ là anh gửi cho dì, dì có thể cầm đi hay như thế nào thì kệ dì. Đấy, sau này dì về thì cái chỗ đất cát đấy là của dì nhé, không phải lo ai tranh chấp được cái gì nhé. Đấy là anh ấy làm tên trong giấy mua bán các kiểu là làm tên của dì hết rồi đấy. Em muốn nhờ anh chị cầm hộ cái giấy tờ này. Khi nào em về em mới lấy. Thế thì cho chị gái em tất ký vào. Hoặc là lúc nào về thì lại đưa cho dì nhé. Em sợ cầm đi như nào. Đúng rồi, sợ cầm đi chẳng may lại mất thì lại khổ ra. Thế sao cứ về để chị giữ cho chị. Cái chi à? Tí. Chị ở nhà hai chị cháu nói chuyện với nhau đi. Nói chuyện với nhau đi, lại sắp xa nhau rồi kìa. Vừa mới gặp nhau chưa được bao lâu lại sắp xa nhau nè. Ở nhà phải ngoan đi nhá, không được quấy đâu nhá. Vâng. Phải ngoan nhá. Không được quấy ba mẹ đâu nhá. Ui sao đây. À, anh chị cũng không có tiền nhiều đâu, nhưng mà anh chị muốn gửi cho dì một tí tiền như thế này. Anh nói thế này nhá, dì ở nhà dì hộ hết nhà cửa nhà anh chị rồi. Bây giờ anh cũng không có nhiều. Anh gửi cho dì mấy triệu, gọi là thứ nhất là dì cầm để phòng thân. Đi muốn mua cái gì thì mua nhá. Đấy anh gửi cho dì một ít này, cũng chả được bao nhiêu đâu. Dì còn giúp anh chị quá nhiều ấy. Dì cầm hộ anh chị cái tí tiền này, xong là có khó khăn gì thì cứ chi tiêu nhá. Thế thì này, dì cầm hộ anh chị cứ. Nào để phụ với em nào. Cha. Con buồn đấy con. Con buồn vì lại phải sắp xa gì á. Thôi gì đi mấy hôm lúc nào gì đi một thời gian xong gì lại về nhé. Gì lại về với con nhé, gì lại về nhà ở với con nhé. Con mình không buồn đâu nhé, mình cho gì đi làm để gì còn đi làm kiếm tiền nhé. Đi mượn cái xe này, xe máy này. Lúc nào mình cũng cố gắng mua một cái xe để đi lại nhỉ. Không mình bật xe nào, không còn nhé. Tít đây này. Đây là đi xe gin. Ôi dồi ôi, dì cứ cầm lấy đi. Ôi dồi ôi, bảo cho dì rồi thì lại còn lại cho nó. Đấy nào, đấy con cảm ơn dì đi. Con cảm ơn dì à. Đi. Ở nhà phải ngoan đi nhá. Vâng, dì đi rồi dì cố gắng nhá. Lúc nào dì lại về với con nhá. Gia Bảo cảm ơn dì đã làm nhà làm cửa cho Gia Bảo đẹp lên hết nhá. Thì cô sắp xếp đi không? Thì cô bảo đưa lên, cô bảo để em lấy xong bố bảo đưa gì đi không sợ, chị đã kịp xem. Gì không một cái mũ bảo hiểm? Thế gì lấy cái mũ bảo hiểm kia cho anh? Nhà ngoan nhá.
bà chào gì chưa? Bye bye gì? Con bye bye gì nha? Vâng. Ơi, con bảo lắm, bảo ở nhà ngoan nhé. Vâng. Đi một thời gian hay gì lại về nhé. Vâng. Không phải lo cho bảo đâu nhỉ? Thì cố gắng giữ gìn sức khỏe thì nhé. Vâng. Rồi hai anh em đi đi. Nào con ở nhà với mẹ nhé, bố. À, với gì đi để kịp xe nhé. Ơi, mẹ đang nấu ăn cho em ạ. Ừ? Em nhớ gì không? Em nhớ gì của con không? Ừ? Dì đi một thời gian, dì lại về, dì lại về đây. Mình làm cái nhà dưới cho dì xong rồi. Con đi xuống ở với dì nhé. Dì ở với dì không? Ừ? Anh bác sĩ ơi, anh bảo đây mà. Anh bảo đây. Ôi, anh bảo đây mà. Con đang làm gì đấy? Em ơi, em quay về đây chơi rồi anh bảo đi. Anh bảo đây mà. Bảo ơi, chuẩn bị ăn cơm nha. Anh làm nò đi nha, làm nò cái bụng đi nha. Cái thằng Pepsi này. Pepsi ơi, Pepsi Hà. Pepsi đang nhìn gì đấy? Anh bảo chuẩn bị ăn cơm nha. Em quay đây mà, anh bảo bên này mà. Em Pepsi ơi, anh bảo bên này mà. Anh bảo bên này mà. Không cần quay sang đây nữa. Pepsi không cần quay sang bên con rồi. Ơi dù, ơi dù. Tí mình cứ để đi lên trên kia nhé. Bố đi mẹ bón bảo cho tao ăn cơm này. À, ăn cơm nhé. Pepsi cũng đói nhá. Em Pepsi đói chưa? Em đói chưa? Em bảo ăn hết đi nha. Ăn hết thì mới khỏe nhớ chưa? Cô chỉ cho gọi. À, nhận đấy nha. Cô đi dọn dẹp xung quanh nhà một tí nha. Em bảo ăn hết đi nha. Em bảo nha. Thank you.
chưa? Xong rồi má, cái này cho mang đi cho mấy con cá ăn thôi mà. Ừ, xong về để em chắc chi một tí mà nhớ quá em không bỏ được bảo ăn. Ừ. Đợi anh một tí. Em bé nhiều à. Ôi trời ơi nào. Bố bé Pepsi nhỉ. Bố bé Pepsi á. Anh bảo ăn sắp hết chưa? Cho anh bảo. Ừ nào. À, đi xem hoa nào. Đi xem hoa. Thế đi hái một bông hoa về chơi nhé. Thì con với mẹ đi hái hoa đi. Ăn cơm đang nấu xong đi hái hoa nhé. Con ăn xong rồi con đi hái hoa nhé. Anh bảo ơi. Anh bảo ăn xong nhanh nhanh xong để tí với bố đi xem con cá nhá. Vâng, đi cho con vịt nữa nhé. Ừ. Đi, con em... đi cho con vịt ăn ngô nhé. Tí mình lấy ngô đi cho con vịt ăn nhé. Không biết là gì ở dưới kia đã ổn định công việc hay chưa. Tí phải gọi điện hoặc gì xem nào. Trước ở đây lúc con không biết thôi, lúc đầu nhà mình sơ sài lắm, gì ở nhà gì làm cho hết đây này, trước mình toàn đan bằng cây nứa thôi. Ba gì ăn gì một con một. Anh bảo ơi, em test đi ngủ rồi này. Anh test bảo ơi, em test đi ngủ rồi. Bảo ăn no chưa? Con ăn no chưa? Con ăn no rồi nhỉ. Ừ, ăn no no xong đi nhá, xong mới khỏi ốm nhá. Thôi anh cho test đi nằm xuống nhá. Đi ngủ nhá. Em muốn cho em nằm đi nhỉ, muốn cho em cách chưa nằm xuống đi. Em cách chưa buồn ngủ lắm nhỉ. Em thấy bây giờ sớm quá bây giờ em lại buồn ngủ lắm. Cái thăm đi vào bỏ lúc nãy đó. Thấy chưa? Đi bố bé nhé, mẹ đi lấy nước cho con uống nhé. Ui, chịu chịu, con đang bị ngủ nhá, khó chịu người à. Con đang khó chịu người phải không? Chắc là thay đổi thời tiết một phát ở dưới kia về con khó chịu. Ngày hôm nay con khác đỡ nhé.
nhiều chưa, con phải chịu khó khăn họ làm thì nó mới đỡ nhiều chưa. Để bảo ấy chắc là gì ở dưới kia, chắc là không biết là ổn chưa, tí ra gọi điện hỏi xem chị. Ừ, thì anh hỏi điện, à, gọi điện hỏi gì thế nào, xem ở dưới kia chỗ ở ổn định chưa. À, dạ. Đợt này mình về không biết là mình phải tính toán xem làm phương án gì để kiếm thu nhập nhỉ. Bây giờ bảo bị như thế này rồi, bây giờ cả nhà mình ở như thế này cũng không ổn, không bây giờ đi làm cái gì để kiếm thu nhập được. Bây giờ nói chung là mình phải dành thời gian nhiều cho bảo một tí, chứ bây giờ bệnh của bảo này là không chữa được đâu. Nói chung là mình cứ chăm sóc cho nó thật tốt thôi, chứ bây giờ mình cũng đi nhiều nơi lắm rồi, họ bảo họ khuyên là về là chăm sóc thật tốt thôi, chứ còn bị bệnh não này là khó lắm. Bố mẹ sẽ cố gắng nhé, sẽ yêu thương con nhé, sẽ mua xong nào mua đồ chơi cho con nhé, mua một cái ô tô nhé, mua một cái ô tô, một cái máy xúc nữa, một cái máy bay nữa. Thích một cái máy bay cho con đấy, máy bay bay vù 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 sướng. Chắc là con dùng xong con cho em Pepsi chơi với nhé. Thì tôi chơi nhỉ. Mai chắc phải đi, lúc nào có chợ mình đi chợ tìm mua một cái đồ chơi cho em nhỉ. Em thích ô tô không? Thích ô tô hay là thích máy xúc nào? Nhưng là hai vợ chồng mình là cứ em chăm con thôi, anh sẽ làm cái công việc quanh quanh ở đây thôi, xong là có thời gian thì sẽ cho Bảo đi chơi nhiều một tí. Vâng, bây giờ chắc có làm như thế thôi, chứ bây giờ đấy, bây giờ mà em chăm hai đứa như thế này anh lại đi làm xa nữa thì cũng không được. Không đi làm xa được nữa đâu. Bây giờ không chăm xa được nữa. Bảo thì vất lắm. Ngày hôm nay đã thay đổi thời tiết, nó khó chịu người. Anh ơi, anh bế Bảo nhé, em đi giặt một cái khăn chiếu đi nữa. Bố bế con. Cười, muốn bố bế cười sướng lắm. Sướng lắm. Đấy, con xem này, nhà mình này, thì làm cho đẹp hết rồi đây này. Bố con mình gọi điện cho gì nhé, gọi điện cho gì xem gì ổn định hết chưa nhé. Điện thoại gọi cho gì đi, gọi gì xem hỏi xem gì ổn định công việc chưa nhé. Một con mình gọi điện cho gì nhé, xem là gì đã ổn định chưa nhé. Alo. Dạ. À, gì à? Vâng ạ. À, dì ơi, chỗ ở của dì như thế nào rồi? Vâng, chỗ ở của em ổn định rồi anh ạ. À, thế dì
sắp đi làm chưa? Dạ vâng, chắc thế anh chị ở nhà có khỏe không anh chị? Ừ, cảm ơn gì nhé, anh chị thì vẫn bình thường. Bảo nó có khỏe không? Ừ, đây bảo đây này, bảo còn đang cười với gì thế này. Ừ. À, nghe thấy giọng của gì nó cười này. Ừ. À, thế thì anh gọi điện hỏi như thế để cho biết để yên tâm ấy. Ừ, chị đang đi giặt ở ngoài kia tí, lúc nào anh bảo chị sẽ gọi cho gì sau. Thế gì cứ làm việc đi nhé. Vâng. Ừ, bảo chào gì chưa con? Chào gì ạ? Chị chào bà nhé. Vâng. Đi xem mẹ làm gì chứ. Dạ. Anh vừa gọi cho gì à? À, với bảo gọi gì thì bảo là chỗ ở thì ổn định rồi đấy. À. À, là thu xếp được rồi, bảo tháng mai là bắt được đi làm đấy. À. Đấy, gì được đi làm rồi. Thì mình ở nhà cũng yên tâm cho gì. Xem nào. Xem thấy con cá nè. Con cá ăn cỏ đấy. Vịt, con vịt bạp bạp ơi, con vịt bạp bạp mau đẻ trứng đi, đẻ trứng sớm đi để anh bảo con lấy quả trứng đem đi bán nào. Thôi đi mình đi vào nhà thôi nhỉ. Qua mưa to quá, nhà ướt hết rồi. Hôm qua không kịp đào cái rãnh. Tí phải đào cái rãnh thôi. Qua mưa hết cả cái nhà. Thôi em dậy tí cho con ăn đi nhá. Anh lấy cái gì khoát cái nước này ra xong là đào rãnh thôi. Ướt hết nhà. Cố mua cái bạt này chè hết xung quanh đi, chắc là nay ai mà gặt lúa thì mẹ cũng phải đi, mẹ đi gặt đi, đi kiếm tiền để mua cái bạt đi. Cái này là không. Quán mưa to quá ướt hết nhà rồi. Nằm ở đây chị đợi mẹ một tí nhé, mẹ đi hộ bố nhé, mẹ đi hộ bố làm ở nhé, múc nước nhá, nước ướt hết nhà rồi. Ôi đi tí xong phải đào cái rãnh thôi bố bảo. Hôm nay mưa một hai lần nữa lại ướt hết nhà như này. Chuột cắn hết rồi. Này chắc không cho nó bảo nằm được rồi. Hỏng hết rồi. Thế thì mình gọi nó cho cô bảo bỏ cái này đi. Họ lại trồng lúa lên xanh.
anh vào đây em bảo. Cái xe của Bảo này, chuột để lâu quá chuột cắn hỏng hết rồi, bây giờ chắc không đi được rồi, chắc phải bỏ thôi nhỉ. Xem này, để xem này. Hỏng hết rồi. Đây này, chuột cắn đứt hết luôn. Biết nhỉ. Bao nhiêu công để đan để làm. Không có tiền mua xe rồi, đấy. Cái này lại hỏng, hôm nào mới mua được xe cho Bảo. Thôi, thế cái này em cứ bỏ đi. Mang ra ngoài ấy kia xong là bỏ đi, xong lúc nào tính có tiền thì mua cho con cái khác thôi nhé, thế nào không có tiền bố cho mua cho con cái khác nhé. Mang đi ra ngoài thì tiếp cái đấy nhà để lâu quá ở nhà mình chắc có chuột đấy, chuột cắn này nhỉ, một cái chuột hư ấy cắn hỏng hết xe của anh Bảo ấy nhỉ, một con chuột hư hư ấy nhỉ. Đây mẹ bế ạ. Bế lâu rồi mẹ bế lâu rồi. Mẹ bảo dạ. Mẹ bảo mẹ đợt này mình về nhé. Bảo như thế này nữa thôi, hai vợ chồng cố gắng thôi này. Vâng. Để mai kia ổn định nhà cửa một tí nữa thì anh lại tìm việc làm thôi. Vâng. Không bây giờ, thấy bây giờ cả nhà ở như thế này cũng không được. Vẫn phải tìm việc làm để kiếm thu nhập. Thôi mình làm thế nào mình cố gắng chăm sóc con cho thật tốt là được. Bảo ơi, con cố gắng nhé. Con ngáo ổn nhé. Con hôm nay ổn rồi, con thèm cười như này. Cố gắng nhé. Ôi, em dậy rồi à? Em biết gì ơi. Em dậy rồi à? Con bé tí nè. Anh đó dậy rồi à? Em bé dậy, của bố dậy rồi à? Anh Bảo đây kìa. Anh Bảo ơi, em dậy rồi này. Ngủ một tí dậy rồi á. Trời ơi, ngủ ngon thế. Ở trên này ngủ mát nhỉ. Đó, anh Bảo. Bây giờ anh Bảo nhá, bây giờ mình là về rồi. Trước mắt thì chưa có việc gì thì anh nghĩ là mấy hôm nữa mình sẽ cày sới lại hết toàn bộ những cái vườn này, mình trồng rau trồng cỏ đấy, xong là để mà có cái gì để bán. Vâng. Chứ đấy cười. Sắp mai mình làm ấy là làm cày cấy hết đất kia lên để ấy thì mình trồng rau các thứ để bán kiếm thu nhập thôi. Chứ bây giờ mới đầu về, bây giờ chưa biết làm. Con phải ngoan ngoan nhé. Ngoan ngoan bố mẹ như con tôi đang làm đẹp để kiếm tiền mua sữa cho con về ăn nhé. Bảo bây giờ đã không chịu nằm ngủ rồi ấy. Nên là hy vọng là Pepsi ngoan ngoan tí để Pepsi nằm mẹ con được bế Bảo. Nó hiểu. Bây giờ thầy đừng trực tiếp nó không chịu. Vâng. Thôi cố gắng thôi mẹ Bảo. Con ngoan ngoan một tí nhá. Bây giờ mẹ trông hai đứa mẹ không làm được cái gì rồi. Bây giờ bố một mình bố khác làm việc để kiếm tiền nuôi cả nhà mình đấy. Anh Bảo ơi, anh Bảo ơi, em Pepsi cười đấy. Pepsi đang cười. Ngủ mơ ấy. Pepsi đang ngủ mơ ấy. Con đang mơ kìa. Nó vẫn cười nè anh Bảo ơi. Nó đang cười. Lúc thì mếu lúc lại cười.